Một trong những lý do mà người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh là do thói quen phát âm trong tiếng Việt. Thì như các anh chị đã biết đó, hồi xưa tiếng Việt của chúng ta không được viết như bây giờ. Hồi xưa chúng ta viết bằng chữ tượng hình, đó là chữ Hán hoặc là chữ Nôm, nó tương tự như tiếng Hoa bây giờ. Thì có một người tên là Alexander the Great vào Việt Nam truyền đạo. Thì ông ta muốn truyền đạo cho người Việt nhưng ông ta lại không biết ghi những cái chữ tượng hình như vậy. Thành ra ông ta mới nghĩ ra cách là dùng cái ký tự Latin để ký âm, có nghĩa là ghi lại âm thanh của tiếng Việt lúc bấy giờ, để làm sao có thể phát ra cái âm tương tự cho người Việt hiểu và nghe có thể ghi chép lại được. Và thay vì viết một cái chữ hai nét như thế này thì ông ta ghi lại thành chữ nhân. Nó cũng tương tự như hồi xưa chúng ta mới học tiếng Anh, chúng ta được giáo viên dạy từ này là beautiful, chúng ta sợ mình quên cách đọc cái chúng ta mới ghi lại bằng tiếng Việt yêu bờ biêu sắc biếu y t t u n un phần phun để chúng ta nhớ lại cái cách đọc của từ này. Và chính vì vậy tiếng Việt bản chất của nó là ký âm nên chúng ta đánh vần được trên chữ viết. Nhưng mà tiếng Anh thì lại không phải như thế, nhiều khi viết đằng, đọc nẻo. Ví dụ như từ này, chúng ta đọc là berry, mặc dù chữ viết là u nhưng lại đọc là e. Rồi từ loại khác nhau, đọc nó sẽ khác nhau. Ví dụ như từ này, tính từ chúng ta đọc là content, nhưng mà danh từ chúng ta lại đọc là content. Từ này, danh từ chúng ta đọc là graduate, nghĩa là sinh viên tốt nghiệp, và động từ chúng ta đọc graduate. Hay là hiện tại đọc khác, quá khứ đọc khác. Ví dụ từ này đọc là read cho hiện tại nhưng quá khứ lại đọc là read. Hay là tiếng Anh người Anh đọc khác, tiếng Anh người Mỹ đọc khác. Ví dụ như từ này tiếng Anh người Anh đọc là process, người Mỹ đọc là process. Hay từ này tiếng Anh người Anh đọc là restaurant, người Mỹ đọc là restaurant. Hay hai chữ thấy rất gần nhau nhưng đọc hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như từ này đọc là here nhưng từ này lại đọc là bear. Từ này đọc là nature nhưng từ này lại đọc là mature hoặc là mature. Và nếu như các anh chị không được sinh ra và lớn lên ở một quốc gia mà tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, hoặc các anh chị học trong một môi trường quốc tế, thì các anh chị nên biết cái cách đọc phiên âm quốc tế để các anh chị có thể tự mình phát âm được bất kỳ từ nào các anh chị gặp. Và nếu như các anh chị thấy video này hữu ích, các anh chị vui lòng like và share để nhiều người cùng học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong video sau. Bye bye.